hơn 120 bạn trẻ tham dự buổi sáng thiền và tụng kinh. Buổi chiều các bạn tập trung nấu cơm phát cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện An Bình. Để chuẩn bị cho 300 phần cơm sẽ được miễn phí cho bệnh nhân nghèo, các bạn mỗi người một việc, ai cũng tất bật, bận rộn, nhưng không khí thật đầm ấm và vui vẻ. Mình chừa ra một ngày này để làm một cái việc rất là ý nghĩa thì nó sẽ cảm thấy là mình sẽ vui hơn trong cái đời sống này khi giúp được nhiều người. Chuẩn bị cơm cho bệnh nhân xong, các bạn tiếp tục tham dự talk show Mật Pháp Đôi Bàn Tay. Những câu chuyện xoay quanh đề tài Đôi Bàn Tay được các bạn chia sẻ và thảo luận sôi nổi. Và từ đó, mỗi người tự rút ra cho mình những bài học quý giá. Đến đây thì em có thể nghe được thầy giảng về những cái tính tình mà cần thiết nè. Rồi mình là con người với nhau cho nên là có những cái thói xấu. Cho nên là khi mà đến đây thì nghe thầy nói là những cái thói nào không tốt thì mình nên bỏ qua. Và mình nên sống cởi mở hơn với người khác và không nên làm cho người khác bị tổn thương. Em học được về cái việc là mình phải sống thiện, sống tích cực. Và không chỉ sống cho riêng mình cũng phải có một cái tấm lòng nhân ái và thiện nguyện. Tại buổi sinh hoạt, Đại đức Thích Lệ Minh, trụ trì chùa Thiện Mỹ đã chia sẻ công năng và những điều kỳ diệu của đôi bàn tay, chủ đề chính của khóa tu. Đại đức cho rằng, bàn tay làm nên tất cả, bàn tay cũng để trao gửi yêu thương và cho đi những gì tốt đẹp để cuộc sống thêm phần ý nghĩa. Bàn tay có đầy đủ phép màu để xoa dịu những niềm đau nỗi khổ. Chúng tôi nhìn lại Đức Phật cũng có bàn tay từ bi độ đời. Do đó ngày hôm nay một cái chủ đề sinh hoạt trong khóa tu rất là nhỏ là bàn tay thôi, nhưng chủ yếu là mong muốn các em thấy bàn tay của Đức Phật sống đời thiện lành thì các em cũng sẽ ứng dụng bàn tay ấy trong cuộc đời của mình. Từ nhiều năm qua, bình quân mỗi tháng một lần, chùa Thiện Mỹ duy trì đều đặn các khóa tu dành cho những đối tượng khác nhau, trong đó nhiều khóa tu luôn thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự. Đây là khóa tu thứ tư được tổ chức trong quý 1 năm nay. Ngoài tu tập, các bạn còn tham gia hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ chùa phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo.